tập 2. Này, hai cô đây làm gì hả? Khách đang đợi trong kia không biết à? Hai chúng tôi vừa mới ra ngoài thôi. Cô lắm lời quá, mau lên. Mau lên. Vâng. Mười lăm, hai mươi, mười lăm. Lại lần nữa. Mười lăm, hai mươi, hai mươi. Uống, cạn đi. Hai chúng ta cùng uống. Mười lăm, hai mươi, năm. Đúng, nào. Mười lăm, hai mươi, hai mươi. Uống. Xin chào. Cô họ Lăng phải không? Cô còn nhớ tôi không? Tôi từng đến nhà cô rồi. Mẹ cô là sếp của tôi. Tôi tên là Lâm Cường. Cô tên là Lăng Lạc Lạc phải không? Cô đang học đại học cơ mà. Sao lại ở đây? Cậu là ai? Anh là ai? Sao lại động vào tôi? Hai chúng tôi quen nhau, nói chuyện không được à? Tôi không quen anh ta. Anh đừng động vào tôi. Anh đừng động tay động chân. Bỏ tay ra. Anh bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Tôi tự biết đi. Anh bỏ tay ra được không? Biết. Cô ấy đã nói rồi, không biết cậu. Mau cút đi cho tôi. Được. Coi như các người lợi hại. Cỡ dày của ba chúng ta cũng gần bằng nhau, như nhau cả. Cô gái quán ba, cô gái quán ba. Được. Lại gặp nhau rồi. Thấy bọn tôi về trước nhé. Chúng tôi đi trước đây, các cô về trước đi. Anh, cô áo của anh sao thế? Bị đồng nghiệp cô túm lấy đấy. Đó không phải đồng nghiệp của tôi. Sao anh biết tôi ở đây? Tôi hỏi. Anh hỏi mẹ tôi ư? Anh buồn cười thật đấy. Anh tưởng anh là ai? Sao thích lo chuyện bao đồng thế hả? Tôi ra ngoài từ lực kính xin đi làm kiếm tiền không được à? Ai cần anh đâu? Đúng là tôi đã hỏi mẹ cô, nhưng không phải là hôm nay. Lúc cô mới đổ đại học, mẹ cô còn mời chúng tôi ăn cơm. Còn vì sao bây giờ tôi lại đến đây? Cô biết rõ, tôi cũng biết rõ. Đây là nơi tử tế để làm việc à? Cô muốn đi làm kiếm tiền tiêu vặt ok, nhưng đừng đến đó, không tốt cho cô đâu. Chỉ có cô đó thôi. Anh nói với tôi cô đó làm gì? Lúc tôi mới tốt nghiệp đại học, mẹ cô đã tuyển tôi vào cơ quan. Mẹ cô cứ ân với tôi bao lâu nay. Tôi thấy cô gặp nguy hiểm nên tôi phải nói. Hiểu chưa? Về đi. Bóp đầu đi. Đau đầu quá. Giám đốc khách. Anh có muốn massage chân không? Tôi không cần. Vậy được. Gia Minh, ra ngoài. Đi thôi. Anh cứ massage tiếp đi. Không. Anh đến rồi tôi còn massage mắt gần gì nữa. Anh ăn tạm nhé. Sao lại đẩy một cậu Tôn Ngộ Không đến cho tôi thế? Mới được mấy ngày mà tôi đau hết cả đầu. Ngày nào tôi cũng phải đi xoa bóp đấy. Được rồi, làm gì đến mức đó. Thằng nhóc đó ở chỗ tôi bao nhiêu lâu rồi? Mới đến chỗ anh mấy hôm mà anh đã oán thán. Không phải tôi oán thán. Anh nói xem ngân hàng chi nhánh toàn thực hiện nghiệp vụ cụ thể, không như các anh ngồi văn phòng tính lượng nghiệp vụ, cầm bút viết vài chữ là giải quyết vấn đề. Anh biết không, cậu ta vừa đến một cái là đòi thay đổi chế độ lương thưởng, sau đó lại hỏi những vụ án vay trước đây, những việc anh giao ở trong đó cả. Anh bảo tôi phải làm sao? Tôi thực sự không biết làm thế nào. Chuyện này anh phải cảnh giác đấy, nếu không là xảy ra chuyện lớn. Chuyện này tôi không thể đích thân ra mặt. Vì sao? Ngân hàng hội sở chuẩn bị mở chi nhánh ở núi Thanh Long. Tôi định tống cậu ta qua đó. Cùng lắm đề bạc cho cậu ta tăng một cấp, để cậu ta qua đó chuẩn bị. Được. Dù gì thì sau khi qua đó, bất kể thế nào, chỉ cần cậu ta qua đó là được.
Anh nói xem thằng nhóc này có thù án với anh đến mức nào mà cứ ngoạm chặt không buông thế. Thù án gì đâu, nó là đồ đệ của tôi. Phải, tôi quên mất không dạy nó một việc. Việc gì? Khi con người ta còn trẻ, điều nên học nhất là phải làm sao để sống tốt. Nó không biết nó đang đối mặt với rắc rối lớn thế nào đâu. Tôi nghĩ có nằm mơ nó cũng không ngờ được. Vương Khải Vận. Thầy ạ. À, đến rồi ạ. À. Ngồi đi. Bên phía chi nhánh Long Nguyên thế nào rồi? Cũng tốt ạ. À. Hích Vĩ là nhân viên lâu năm ở chi nhánh Long Nguyên. Cậu đừng nghĩ mình ở ngân hàng hội sở xuống thì không cần hỏi han gì mà khoa chân múa tay. Học tập và phối hợp nhiều hơn đi. Hiểu rồi. Thằng nhóc Trịnh Soái không giúp được cậu việc gì, lại còn làm hỏng việc. Thế nên cậu phải đoàn kết với các đồng nghiệp khác. Ăn cơm thôi. Hai người ngồi đó làm gì? Là để ăn cơm đi. Tiểu Lâm nào. Ông Tiền, đừng xem nữa. Mau lên ngồi đây. Toàn món em thích đấy. Em ngồi đi. Lão Tiền. Tiểu Lâm, bây giờ cô rút khỏi ngành rồi. Chuyện của hai thầy trò cô không quản được. Nhưng ở nhà cô thấy rất rõ. Bây giờ thầy của em không có trợ thủ đắc lực, ngày nào cũng phải tự mình kiểm tra sổ sách. Gần 10 giờ mới về đến nhà. Chuyện này cô phải phê bình em. Em chạy đến Long Nguyên chẳng khác gì làm khó thầy em. Vâng. Em còn không hiểu tính tình của thầy em à. Ông ấy hay dỗi thế thôi. Càng già nói chuyện càng khó nghe. Nhưng mà cô nói thật nhé, mấy hôm trước thầy về nhà nói với em là em sẽ xuống chi nhánh, cơm không buồn ăn, gọi điện đến 11, 12 giờ đêm. Thầy muốn tìm cho em một nơi có thể phát triển lượng nghiệp vụ lớn, muốn để em làm 2-3 năm rồi để bạc em lên. Tất nhiên ngân hàng chi nhánh ở trung tâm phố tài chính đúng là cũng không tồi, nhưng ở đó không thiếu người. Em nói xem, cứ phải chạy đến tận Long Nguyên. Cô thực sự thấy không cần thiết. Được rồi, bà có biết gì đâu, đừng nói nữa. Thầy ơi, em kính. Đừng gọi tôi là thầy. Trước đây cậu là cấp dưới của tôi. Tôi dạy cậu nghiệp vụ, dạy cậu những việc liên quan đến ngân hàng. Trước đây thì gọi là thầy, nhưng bây giờ là đồng nghiệp. Hiểu không? Sau này đừng gọi thế nữa. Nhưng người ta còn có câu, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Hơn nữa em đã ăn chợ ở đây bao nhiêu năm rồi. Thầy nói gì em đều nghe cả. Thầy cứ coi em như đứa trẻ con, đừng chấp nhặt với em. Em tự phạt 3 ly. Phạt xong em sẽ mời thầy. Đừng. Này, ông đừng bắt em ấy uống nữa. Cứ để nó uống. Từ từ thôi. Nào, mau lên. Nào, ăn thịt đi. Thế là xong mà. Sao bảo mời tôi cơ mà. Vâng. Nói lời mà không giữ lời gì cả. Thế còn tạm được. Sau này đừng có nói mấy câu cậu là trẻ con tôi phải nhường cậu trước mặt tôi nhé. Tôi không thích nghe đâu.
Cái đồ mặt dày. Mặt dày thì làm sao? Tiểu Lâm còn chưa lấy vợ. Ăn gian làm ngủ một tí thì có làm sao đâu. Đấy mà gọi là ăn gian à? Trước mặt bao nhiêu người của phòng phê duyệt tín dụng, gân cổ lên cãi nhau với tôi suốt 2 tiếng đồng hồ, đến mức tôi lạnh cả tay cả chân. Bà nói xem nói như thế còn giữ nó được sao? Thế tôi thành loại người gì? Hôm đấy đúng là thái độ của em không tốt. Nếu thầy vẫn còn giận thì thầy cứ đánh em đi. Dù gì em cũng đến đây rồi, thầy đừng khách sáo. Chính cậu nói đấy nhé. Ông định đánh nó thật à? Tôi nói thế thôi không được à? Tôi lại còn đánh nó chắc. Đánh nó nổi chắc. Được rồi, được rồi, xí xóa nhé. Mau điều Tiểu Lâm về đi. Cái gì mà điều về? Ngân hàng của tôi mở à? Tôi có quyết định được không? Cậu cứ ngoan ngoãn ở đó vài tháng. Đợi đến lúc tôi điều cậu qua giúp đỡ, rồi làm thủ tục, coi như là điều về. Chi nhánh Long Nguyên cứ để cho Hách Vĩ dưỡng già đi. Vẫn phải ở đó vài tháng à? Ở chỗ Hách Vĩ có gì tốt đâu. Thầy ơi, khoản vay của nghiên cứu sinh vật Hải Sơn đã được duyệt chưa ạ? Duyệt rồi. Gần đây đang kiểm tra cơ cấu vốn của họ. Danh sách cổ đông công khai có chút vấn đề. Trong đó có một cổ đông lớn là Điện lực Lưu Tinh Nội Mông. Họ đã vay 4 khoản ở ngân hàng chúng ta, tất cả đều là nợ xấu. Còn một bên là Năng lượng Vĩ Đáp, vay 5 triệu tệ, cũng báo nợ xấu. Tôi hỏi cậu, nếu cô của cậu giới thiệu người yêu cho cậu, sau này hai đứa lấy nhau, cô của cậu quyết định được đẻ con trai hay con gái không? Bộ phận phê duyệt giống như ủy ban nhân dân vậy. Chỉ cần đôi bên không phải là tội phạm bỏ trốn, không có bệnh di truyền, không cùng huyết thống, phù hợp với điều kiện pháp luật thì đều có thể kết hôn. Còn về chuyện kết hôn rồi, có bạo hành gia đình hay ngoại tình hay không, hoặc là mấy vụ như Phan Kim Liên dụ dỗ Tây Môn Khánh giết chết Võ Đại Lang hay không, chuyện này ủy ban nhân dân không hề liên quan. Cậu có hiểu không? Cậu nói mấy nhà đầu tư đó, phải, người ta đầu tư thất bại, khoản vay thành nợ xấu rồi. Thế thì biết làm sao? Người ta tiếp tục đầu tư vào công ty thì chúng ta không cho người ta vay nữa à? Thế có phải là chúng ta quản nhiều quá không? Thế nếu em có thể chứng minh cổ đông của công ty có nợ xấu này, có sự giao thoa trùng lập thì sao? Họ liên tục đầu tư, mua công ty ma, dùng các khái niệm doanh nghiệp khác nhau đến đi vay tiền chúng ta, cuối cùng thành nợ xấu hết. Thế không phải là dần dần rút lợi hết của chúng ta sao? Thầy không lo lắng chuyện này ư? Tiểu Lâm, em có chứng minh được không? Lúc đó em đang điều tra nên mới cãi nhau với thầy, rồi đến Long Nguyên. Em cần thêm thời gian. Cậu có rất nhiều thời gian. Tôi cho cậu. Được chưa? Hai người ăn đi. Tôi ăn xong rồi. Ông Tiền, ông... Kệ máy đi, chúng ta ăn. Nào, ăn cái này đi. Chào sếp Hạ. Chào sếp Hạ. Alo sếp Hạ. Tôi đang ở trong thành phố. Được, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với chị. Chào sếp Hạ. Nói ngắn gọn nhé, lát nữa tôi còn phải họp. Ở chi nhánh Long Nguyên cậu có quan hệ không tốt với Hách Vĩ à? Cái này mà chị cũng biết à? Hách Vĩ vốn là trợ lý trước đây của Tiền Tài. Điều này đương nhiên tôi biết. Tôi làm nhân sự mà chuyện này tôi lại không nhìn ra ư? Nhưng cậu cũng giỏi thật đấy, vừa mới đến đó mà đã căng thẳng như vậy. Được đấy, họ cứ nhằm vào tôi không làm thế nào được. Lúc đó bảo tôi đến Long Nguyên, chị cũng không bảo tôi là họ quen biết nhau. Nhưng lúc đó tôi bảo cậu
thì cậu có đi không? Cậu có quen với chú Phong Sơn không? Ở phố tài chính đó à? Đúng. Và là giám đốc chi nhánh, kiêm tổng giám đốc công ty, đồng thời còn quản nghiệp vụ của ngân hàng chi nhánh trung tâm phố tài chính. Người đó rất liêm chính, không lắm mưu nhiều kế như Hách Vĩ. Tôi sẽ nói với anh ấy, bảo anh ấy giúp đỡ điều cậu đến chi nhánh trung tâm phố tài chính. Không, dừng lại, sao lại nói đến chuyện của phố tài chính? Hôm nay tôi đến là muốn báo cáo với chị. Tôi nghĩ chi nhánh Long Nguyên rất tốt. Tôi và mọi người làm việc chung rất hợp. Tôi cũng rất hài lòng về mọi người ở đó. Cảm ơn sự bồi dưỡng của lãnh đạo. Tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Thể hiện sự trung thành với tôi à? Lên tầng mà thể hiện đi. Sao lại ngồi ngoài đường mà nói với tôi mấy câu này? Xem cái này đi. Chụp mờ thế. Mấy tấm ảnh kiểu này vốn là phải chụp mờ mà. Mới sáng sớm không biết ai đặt trên bàn tôi nữa. Chuyện hôm nay chị không được nói với Lạc Lạc. Nếu không tôi cũng không dám nói với chị. Đúng rồi, tôi nghe nói hai khoản vay mà trước đây cậu ngăn cản tiền tài có chút rắc rối. Là sao? Tôi cũng nghe nói thôi. Tôi không quản nghiệp vụ. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu. Cậu đừng tưởng xảy ra chuyện thì có thể chứng minh cậu đúng. Lúc đó cậu sẽ càng nguy hiểm hơn. Tạm biệt sếp Hạ. Đến rồi à? Giám đốc Chúc. Ai đó? Giám đốc chi nhánh trung tâm Chúc Phong Sơn. Anh nhìn bộ dạng của Trương Gia Minh kìa, như con chó mừng chủ vậy. Mời anh vào. Mời anh. Vui lòng ký tên. Bút đây ạ. Mấy hôm trước nhẫn nhịn, hôm nay lại làm căng lên. Chắc chắn không có chuyện gì tốt. Cóc kẻ mà cứ đòi, trông ghê tởm. Lâm Cường đâu? Nghỉ luân phiên. Vào đi. Giám đốc Khách. Giám đốc Chúc. Giám đốc Khách. Đây là cô Lâm Tiểu Tảo, làm việc ngoài quầy. Thế này đi, cô tự giới thiệu đi. Chào sếp Chúc, tôi là Lâm Tiểu Tảo, tốt nghiệp khoa quản lý tài chính của Đại học Tài chính. Tôi đã làm việc ở đây 2 năm rồi. Thế này, lấy cái ghế lại đây. Nào Tiểu Tảo, cô ngồi đi. Ngân hàng hội sở phái tôi xuống đây tìm hiểu tình hình. Cô biết những gì thì cứ trả lời thật. Tiểu Tảo còn trẻ nên cũng đáng tin. Mấy cô này, nơi ở của các cô gần với nơi ở của phó giám đốc Lâm. Họ tiếp xúc với nhau cũng nhiều. Gia Minh cũng ở khu đó. Vâng. Tiếp tục đi. Gọi cô vào là để tìm hiểu tình hình. Cô đừng căng thẳng. Có gì nói đó. Chúng tôi cần tìm hiểu sự thật. Tôi hỏi cô chuyện này nhé. Mỗi tối họ đều đến chỗ các cô, ở đó đến tối muộn. Mấy người làm gì vậy? Đánh bài? Không phải chứ. Các cô đang lập hội hả? Nếu là đánh bài thì có thể đánh một cách quang minh chính đại. Hơn nữa mỗi lần các cô đánh bài, vì sao không gọi tôi? Vì trước mặt lãnh đạo, có gì thì cứ nói dõng dạc đi. Bởi vì anh hôi miệng.
Tôi bị hôi miệng. Cô đã ngửi thấy chưa? Cô... Xin lỗi, tiếp tục đi. Tôi hỏi cô, các cô đánh bài như thế nào? Thua thì làm gì? Nếu cô không nói thì đây là vấn đề thái độ chủ quan của cô. Tôi hỏi cô, người đánh bài thua có phải cởi quần lót không? Cô xem, cô cứ bắt tôi phải nói ra. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô, tôi không nói với bất cứ đồng nghiệp nào. Trước mặt lãnh đạo, hôm nay cô buộc phải thừa nhận. Ai bảo anh thế? Cái này cô không cần hỏi. Người đánh bài đều ngồi bên ngoài. Anh cứ gọi từng người vào mà hỏi. Nếu có người thừa nhận thì tôi sẽ nói là anh nói thật. Nếu không tôi sẽ kiện anh tội vu khống. Này Lâm Tiểu Tảo, cô có thái độ gì hả? Anh xem thế này được không? Bởi vì tôi đến tìm hiểu tình hình, không cần phải làm mà mỹ lên. Mời một đồng nghiệp ở bên ngoài vào đây, hỏi cho rõ là được mà. Đúng, anh đi gọi đi. Gia Minh. Có. Ai nói thì gọi vào đây. Tôi ném ngoài cửa nghe trộm. Thân là một nhân viên lâu năm, tôi nghĩ là tôi nên... Anh đúng là vô liêm sĩ. Cô nói năng kiểu gì thế hả? Cái gì mà vô liêm sĩ? Tôi đang cứu vớt cô đấy. Hách Vĩ, gọi Trịnh Soái vào đây đi. Gọi Trịnh Soái vào đây đi. Trong báo cáo gửi lên ngân hàng hội sở, Trịnh Soái là đương sự mà. Gọi vào đây hỏi cho rõ. Trịnh Soái, tôi đồng ý. Lâm Tiểu Tảo, có đúng là Trịnh Soái bảo cởi quần lót không? Tôi hỏi cô, cô là nhân viên của ngân hàng, có phải cô nên nói thật không? Chuyện này cô có dám thề không? Anh, tôi dám. Lâm Cường, cô làm gì vậy? Sao lại đến đây? Cô cắt tóc rồi à? Đẹp không? Đẹp lắm. Có phải cô chịu đả kích gì rồi không? Thế thì tôi sẽ có cơ hội đúng không? Đi thôi, tôi mời cô ăn cơm. Chưa thấy ai thắng gái nhanh đấy. Ba ngày lễ mời, hai hôm lễ hẹn. Hẹn trong ngày gọi là vồ. Anh đang vồ tôi đấy. Con gái đều thích bất ngờ mà. Tôi đang tạo bất ngờ cho cô còn gì. Tôi nghe nói anh bị giáng chức. Cô nói kiểu gì vậy? Tôi được đề bạt đấy. Tôi xuống chi nhánh làm phó giám đốc rồi. Vừa nhậm chức là tôi đến báo với cô ngay. Sau này tôi sẽ bước đến đỉnh cao của cuộc đời. Cái lớp dự phòng như tôi có thể được lên chính thức chưa? Tôi tin cái đầu anh đó. Có gì nói đi, không thì tôi đi luyện tập tiếp. Có việc, phóng viên Hồ, tôi muốn tố cáo các hoạt động bất hợp pháp, giải cứu các cô gái trẻ. Lạ thật đấy. Khách còn chưa đến, cô ấy không đến sớm thế đâu. Cô ấy nói với tôi là 7 giờ vào làm. Có người bắt đầu làm rồi kìa. Hôm nay cô phải giúp tôi khuyên cô ấy đấy. Lần trước tôi đến, cô ấy coi tôi như kẻ thù vậy. Lần này cho dù thế nào, cô cũng phải hỏi cho rõ ràng. Cái này anh buồn cười thật. Anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì tự làm đi. Cứ phải kéo tôi theo làm gì? Cô xem cô nói kìa. Cô là phóng viên, cô quay chụp lại làm bằng chứng, đăng chuyện này lên, không tốt à? Tôi là phóng viên của cổng thông tin tài chính. Nếu ngân hàng anh có phốt gì, anh có thể nói với tôi. Có không? Không, ngân hàng chúng tôi rất tốt. Tôi đã nói gì với cô nào? Cô xem, cô cũng là con gái. Cô là người mạnh mẽ. Hai người nói chuyện với nhau sẽ đơn giản hiệu quả hơn. Có phải không? Được. Cho anh chị. Anh chị muốn rượu gì? Chỗ chúng tôi có bia trắng của Đức, bia đen của Bỉ và nhiều loại bia thủ công. Chị xem chị muốn gì? À, Lăng Lạc Lạc đến chưa? Hai người tìm Lạc Lạc à? Cô ấy đang trang điểm ở phía sau. Tôi mua bia ở chỗ cô. Cô gọi cô ấy ra đây giúp tôi được không? Thật không ạ? Tôi đi gọi ngay đây. Cảm ơn. Tôi trốn đi đã. Cô ấy mà thấy tôi chắc chắn sẽ chạy. Cô phải giữ cô ấy lại nhé. Được. Xin chào. Chị tìm tôi ạ?
Lạc Lạc phải không? Chào cô. Lại gặp nhau rồi. Lạc Lạc, tôi là Hồ Tiếu, là một phóng viên. Hôm nay tôi đến là muốn tìm hiểu tình hình khi cô làm việc ở đây. Nếu có chuyện gì cô có thể nói với tôi, chứ biết chừng tôi có thể giúp cô. Cô ấy là phóng viên thật. Đừng căng thẳng. Thực ra bạn tôi giới thiệu tôi đến đây. Họ nói hoa hồng bán rủ ở đây rất cao. Tôi đã tính rồi, tôi bán được khoảng 10 ngày là có thể mua được một chiếc LSA camera. Thế nên tôi đến làm. Nhưng bây giờ họ đã giữ căn cước công dân của tôi. Lúc đó họ bảo mang đi photo rồi trả tôi ngay. Lời mấy người đó mà cô cũng tin à? Cô là sinh viên cơ mà. Lần nào cũng nhiều người như vậy, đều bắt một mình tôi quản. Thằng nhóc đó lại đến rồi. Vừa nãy cô nói được bạn bè giới thiệu đến đây. Thế có tất cả bao nhiêu bạn của cô bị giữ ở đây? Khoảng hơn 10 người. Hơn 10 người. Không được rồi, phải nghĩ cách cứu họ ra. Làm gì đó? Đừng hiểu lầm. Chúng tôi quen nhau, chúng tôi nói chuyện thôi. Tôi để ý các người nãy giờ đến gây sự hả? Các anh định làm gì? Tôi là phóng viên. Các anh giữ căn cước công dân của người lao động bất hợp pháp, còn dính dáng đến dịch vụ không chính đáng. Tôi đã chụp được rồi. Đừng có làm bừa. Chứng cứ. Lấy ra. Làm gì vậy hả? Đưa đây. Buông tay. Chúng tôi đến rồi. Giật lấy. Tất cả đứng yên. Buông tay. Làm gì đấy hả? Cô báo cảnh sát từ bao giờ thế? Lúc anh thao thao bất tuyệt thử làm anh hùng đó. Tôi muốn cung cấp thông tin đề tài cho cô mà. Thế tôi phải cảm ơn anh rồi. Không cần khách sáo. Cô bé bị lừa rồi. Mấy tên bị bắt đều có tiền án, cũng từng làm qua nhiều việc xấu. Chúng hay lãng vãng ở các trường, chuyên đi lừa nữ sinh, từng bước khống chế họ, cuối cùng tổ chức mua bán dâm. Căn cứ công dân của cô ấy đây. Bảo cô ấy sau này đừng có làm những việc ngu ngốc này nữa. Người ta đòi căn cứ công dân là đưa. Người ta mang đi lừa đảo thì sao? Chú ý nhé. Cảm ơn. Cảm ơn ạ. Nghe chị em gái, sau này chúng ta không được vì tiền mà đánh đổi bất chấp nữa. Nghe chưa? Theo tôi được biết, những người bị bắt toàn là những người từng vay tiền. Hơn nữa đều là những người bạn thân của cô, phải không? Tôi biết, bị bạn thân đâm sau lưng chắc chắn rất khó chịu. Lần sau phải nhớ đấy. Tôi nói này, cơ quan công an đã nắm được chứng cứ chứng minh đám người đó và đám người cho vay tiền trong trường là cùng một bọn. Họ hứa với cô là việc nhẹ lương cao không hề tồn tại. Đó là một đám cặn bã lừa đảo. Sau này các cô phải cẩn thận đó. Gần đây cơ quan công an có thể sẽ liên lạc với các cô, yêu cầu lấy lời khai. Các cô mà bị lừa hoặc bị tổn thất thì khai báo luôn nhé. Tất nhiên, tổn thất mấy ngày công vừa rồi coi như đi tông. Chúng ta cứ coi như bị chó cắn một phát, chúng ta cũng không cắn lại được, đúng không? Này, tôi muốn nói là tôi lớn hơn các bạn vài tuổi. Tôi hiểu các bạn muốn kiếm tiền tiêu vặt hoặc tiết kiệm chút ít, nhưng tôi cũng không giúp đỡ được nhiều. Tôi là nhân viên ngân hàng. Ngân hàng chúng tôi có một sản phẩm tài chính gọi là quản lý tiền tiêu vặt. Các cô xem đi. Này, đây là sản phẩm dành cho những người trẻ tuổi. Chi tiêu cũng phải lựa cho hợp lý. Tôi làm phiền các bạn nhé. Các bạn có thể phát tờ quảng cáo này cho các phòng ký túc được không? Tôi cảm ơn mọi người trước nhé. Cảm ơn. Không có gì đâu. Các bạn mau về đi. Và chúng tôi đi trước nhé. Tạm biệt.
Đi đi. Yên tâm đi, tôi không bảo mẹ cô đâu. Đi nhé. Vẫn chưa sửa xong mà. Sắp xong rồi. Tôi phục thật đấy. Nấp ngoài cửa nghe trộm, sao có thể nói ra câu đó được nhỉ? Tôi nghĩ đến thôi đã thấy ghê tởm. Cô nói xem anh ta nấp ngoài cửa nghe trộm cái gì chứ? Nhưng lúc chúng ta ngủ, nấp bên ngoài như tên biến thái vậy. Cảnh đó nghĩ đến thôi cũng không chịu nổi. Ai mà chịu được? Hoặc là chúng ta nghỉ việc, hoặc là đều đến nơi khác. Chúng ta mà có quan hệ thì có đến nổi ngày nào cũng phải ngồi quầy không? Nhưng mà nó cũng giống như làm việc ngoài quầy vậy. Có khách hàng đáng ghét nhưng vẫn phải tiếp đãi. Tôi không muốn tiếp nữa. Cô tiếp đi. Cô tiếp đi. Đến rồi. Phó giám đốc Lâm, lại đây. Sao thế? Có việc. Đến rồi. Anh mau ngồi đi. Các cô ở đây cả à? Các cô định làm gì thế? Có việc. Trương Gia Minh đã thừa nhận rồi. Anh ta nấp bên ngoài cửa nghe trộm. Đúng, anh ta còn nói Trịnh Soái cởi quần lót. Đúng là đồ lưu manh. Phó giám đốc Lâm, chú Phong Sơn ở chi nhánh trung tâm đến đây nói chuyện với chúng tôi. Đó là muốn điều tra anh. Đúng. Thế các cô bảo sao? Tôi bảo là anh mới đến được một tháng, mọi thứ đều ổn. Trương Gia Minh viết thư tố cáo vô cùng ghê tởm. Anh ta nói trước mặt chú Phong Sơn là tôi ép Trịnh Soái cởi quần lót. Tôi làm đó thì sao nào? Tôi kém anh ta cởi không? Anh ta cởi cũng không ai thèm nhìn. Bằng tuổi đấy rồi, già mà còn mất nết. Trước đây các phế tiền thưởng của chúng ta thì thôi đi, giờ lại còn làm cái trò đó. Đúng là vô liêm sỉ. Trương Gia Minh, cái đồ vô liêm sỉ. Được rồi, ngồi xuống. Thôi nói chuyện nghiêm túc đi. Xem này, quanh đây có tất cả 7 trường đại học. Ngày mai chúng ta thay nhau mỗi người ra ngoài 2 tiếng. Còn nữa, này, đợi chút. Anh định học tập nghiệp vụ buổi tối như lời Trương Gia Minh thật à? Đợi chút, tôi đang nói chuyện quan trọng mà. Trương Gia Minh viết thư tố cáo kìa. Người ta muốn điều tra anh đó. Đúng đó, thế tôi phải làm sao đây? Anh phải đấu lại anh ta chứ. Đúng đó, tôi giữ anh ta. Phải đó, tôi chịu thật đấy. Các cô là con gái mà sao còn nóng tính hơn tôi thế? Trương Gia Minh có hách vị chống lưng. Cô cũng biết anh ta có hách vị chống lưng à? Chúng ta cứ đối đầu với sếp như vậy có gì tốt không? Thế bây giờ anh cũng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Các cô đừng lo chuyện không đâu nữa. Phó giám đốc Lâm, anh nói vậy là không đúng rồi. Thế tôi phải nói thế nào mới đúng? Tôi nghĩ là chúng ta là một tập thể nên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Anh không thể hời hợt với chúng tôi như vậy. Thế nào là lo chuyện không đâu? Anh như vậy không được chút nào. Lúc tôi không ở đây họ nói tôi thế nào? Họ bảo anh không đoàn kết. Không đoàn kết. Tôi cũng thấy vậy. Lúc anh mới đến tôi nghe nói anh đắc tội với sếp lớn, bảo anh sẽ không ở đây lâu. Vậy thì chúng tôi lo lắng, cũng là chuyện thường. Nhưng bây giờ mọi người làm việc chung lâu như vậy rồi, tôi nghĩ chúng ta là người một nhà rồi. Anh không thể nói như vậy. Tôi ủng hộ Tiểu Tảo. Tôi cũng thế. Tôi cũng ủng hộ. Thế anh đi tiêu diệt anh ta đi. Đi luôn. Được rồi, ngồi đi. Xả giận hết chưa? Nói chuyện nghiêm túc này. Ngày mai đem tờ rơi sản phẩm tài chính tiền tiêu vặt in thành 2.000 bản đến phát ở các trường đại học. Còn nữa, chúng ta phải nghĩ cách làm sao để các sinh viên tìm hiểu về sản phẩm của chúng ta và dễ dàng chấp nhận nó hơn. Mọi người đừng nghĩ số tiền không lớn, nhưng cộng lại thì không ít đâu. Biết rồi, biết rồi, được, không thành vấn đề. Cứ nói chuyện công việc là buồn ngủ phải không? Giám đốc Khách đâu? Phó giám đốc Lâm. Thế này, mấy hôm nữa giám đốc Khách sẽ phẫu thuật bắt cầu động mạch chủ tim. Mấy hôm tới anh ấy đến bệnh viện kiểm tra trước. Anh ấy có dặn trong lúc anh ấy không ở đây, anh sẽ quản lý công việc phẫu thuật bắt cầu động mạch chủ. Cậu còn trẻ như vậy, lãnh đạo cũng rất tin tưởng cậu. Tương lai rộng mở, hai khoản vay này thế nào? Anh có biết tình hình không? Người liên lạc của khoản vay có khoản vay ở cả ngân hàng hội sở. Sao lại vay cả hai bên, còn đứng tên hai công ty khác nhau? Tôi đã điều tra rồi, rủi ro rất cao. Trước đây các anh có thảo luận việc này không? Phó giám đốc Lâm,
Cậu, chuyện nghiệp vụ thì cậu đừng hỏi tôi. Hơn nữa, khoản vay lớn thế này mà cậu hỏi tôi thì tôi biết gì đâu. Có vấn đề hay không thì trước đây cũng báo với ngân hàng hội sở cả rồi. Được, anh làm việc cả đi. Tuổi trẻ ngông cuồng, ấu trĩ. Uống trà đi. Chó cắn người thì không biết sủa. Xem thường thằng nhóc đó rồi. Vừa đến là tìm ra hai khoản vay đó ngay. Tôi còn biết nói gì? Đến mức bây giờ tôi không dám nghe điện thoại. Anh muốn nói thế nào? Tôi biết nói thế nào được? Trước đây cậu ta ở bộ phận phê duyệt tín dụng đó. Cái này anh biết rõ hơn tôi. Nếu cậu ta hỏi vì sao trước đây cậu ta chưa từng thấy khoản vay này thì tôi phải làm sao? Lúc đó anh cũng gấp vụ này, cũng không nghiêm ngặt lắm. Trách tôi à? Anh đừng nói vậy. Ý tôi là chuyện này chúng ta không được khinh địch. Thằng nhóc này quá thành thạo nghiệp vụ ngân hàng, nó đánh hơi được ngay. Rất nhiều chuyện chúng ta khó giải thích đấy. Hai khoản vay này của anh được lãnh đạo của ngân hàng hội sở đặt cách phê duyệt trong cuộc họp. Anh lo gì hả? Cùng lắm để cậu ta tố cáo lên trên. Anh nghĩ lãnh đạo cấp cao có để ý đến cậu ta không? Tôi muốn hỏi là hai khoản vay đó có rủi ro đúng không? Có cần ngăn chặn tổn thất ngay không? Thế anh cho tôi biết là vì sao đi. Được rồi, tôi nói linh tinh thôi. Hai năm nay doanh nghiệp xanh Trung Hòa Carbon dễ gọi vốn hơn. Lúc giải ngân mọi người đều giơ tay đồng ý. Anh cũng thấy không vấn đề gì. Nhưng giờ thì sao? Được rồi, tôi không nói mấy câu vô nghĩa đó nữa. Hay là anh cứ nói thật đi. Hai khoản vay này có đòi được không? Tôi không thể lật lại được. Tôi mà lật lại thì không thể làm việc trong giới tài chính nữa. Ông anh của tôi ơi, tôi hiểu. Anh xin nghỉ ốm đúng không? Thế này đi, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Anh đừng cố cãi vã với cậu ta. Đợi cậu ta đi rồi, tôi sẽ điều anh đến một chi nhánh tốt hơn. Được không? Được quá đi ấy chứ. Được quá. Vẫn là lãnh đạo suy nghĩ thấu đáo. Cảm ơn anh. Chi nhánh Long Nguyên này chẳng có tí lợi lộc nào. Nếu đổi thì phải đổi sang bên nào làm ăn tốt hơn. Tôi nhất định sẽ hỗ trợ anh tận tình. Nếu anh nói vậy thì đừng uống trà của tôi nữa. Vì sao? Không lợi lộc gì đâu. Sếp chút, sao lại đến đây một mình? Sếp của các cậu đâu? Mấy hôm nay sức khỏe giám đốc khách. Không, tôi hỏi Lâm Cường. Anh ấy có đây à? Đang trong phòng làm việc. Mời anh vào trong. Vui lòng ký tên ạ. Được. Cậu từng gặp lúc chúng ta họp ở ngân hàng trụ sở à? Xuống ngân hàng chi nhánh rồi. Được. Tôi thấy cậu cũng khiến nghiệp vụ ở đây tốt lên. Sếp à, anh đến đây vì chuyện đánh bài cởi đồ đó à? Tôi có thể giải thích. Giải thích? Có gì mà phải giải thích? Nếu đã có người tố cáo thì ngân hàng hội sở phải có người xuống tìm hiểu tình hình chứ. Thích cởi thì cởi. Tôi không có hứng thú với những chuyện không liên quan tới nghiệp vụ. Mấy hôm trước anh đến đúng lúc tôi nghỉ phép.
Sau đó tôi cũng không đến báo cáo với anh. Đây là lỗi của tôi. Nghĩ một đằng nói một nẻo à? Rõ ràng cậu biết Hách Vĩ Nhân lúc cậu nghỉ phép dùng cách đâm sau lưng để xử cậu. Cậu thực sự có việc gì sao? Cậu mà không có gì thì báo cáo với tôi cái gì chứ? Thanh niên à, đừng học theo mấy chiêu trò nơi công sở. Tôi không uống, nói chuyện cứ vòng vo mãi. Hôm nay tôi đến là để nói chuyện với cậu. Ngân hàng hội sở có một sự điều chuyển nhân sự mới. Cậu có quen thuộc với khu núi Thanh Long không? Tôi không rành khu đó. Lâm Cường, giám đốc Chúc, cô nói đi. Phó giám đốc Lâm, học viện dầu khí và học viện máy tính đều khá nhiệt tình. Chúng tôi đi phát tờ rơi, họ chủ động yêu cầu chúng tôi đến chỗ họ để tuyên truyền. Có thể là thực sự thấy sợ hãi vì các khoản vay của sinh viên hiện giờ. Ngoài ra 2.000 tờ chắc không đủ, cần in thêm. Sếp Lâm anh duyệt với. Chuyện tốt mà, đưa đây. Nhưng chúng ta phải nghĩ cách. Không thể nói không với người ta là mua sản phẩm của chúng tôi đi, vay tiền của chúng tôi đi. Thế cũng không ổn. Thế này đi, chúng ta trích một phần tiền từ kinh phí hoạt động để tổ chức một buổi tiệc có văn nghệ, tiểu phẩm hài, ảo thuật gì đó, kết hợp các đặc điểm các dự án của chúng ta vào. Như vậy thì mọi người dễ tiếp nhận hơn. Sau khi tan làm, chúng ta họp để bàn thêm nhé.